Rồi, xin chào cô chú anh chị và các bạn. Nay mình đang có mặt ở huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Nay mình đi chở thanh long thu hoạch ở trong nhà vườn nè. Rồi mình chở theo ông anh lái mua thanh long á, mình vận chuyển, mình lót, mình chất thanh long vô cần xé, rồi chở ra ngoài xe tải. Rồi. Đang ở tại vườn thanh long ở huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Vườn thanh long có hai lón, một lón chín đang cắt, còn lón này khoảng cách nhau là khoảng mười mấy ngày sau là nó sẽ chín, nó sẽ bự lên, nó sẽ chín. Cây thanh long kinh tế cây trồng chủ lực là cây thanh long với dừa rồi trại gà. Sáng giờ làm cũng mấy tấn thanh long à. Bây giờ trong lúc rảnh chờ xe tải lên rồi mình đi ra mình quay cho cô chú anh chị và các bạn cùng xem khung cảnh ở vùng quê Chợ Gạo. Chợ Gạo tỉnh Tiền Giang thì cách với huyện Châu Thành, Long An mình có một con sông à, đi qua tới chừng 5-10 phút là tới à. Phía sau có cái nhà yến, nuôi chim yến. Người ta cũng mới cắt đây thôi. Rồi để mình chờ quay khung cảnh vườn cây thanh long cho cô chú anh chị các bạn cùng xem. Đây. Đây là chủ vườn, người ta đã cắt những trái to lớn, trái chín trước. Còn mấy cái này là khoảng 2 ngày sau mới cắt tiếp để cho cái trái nó còn lớn nữa, nó sẽ bự lên, nó nặng ký lên. Này mình chắc đem về kho rồi người ta lựa ra phân loại. Loại đẹp, bóng trái lớn, bự, nhỏ tùm lum hết. Rồi người ta mới đóng gói xuất khẩu ra nước ngoài. Chủ yếu là xuất khẩu qua bên thị trường Trung Quốc là số lượng lớn thôi. Thanh long ruột đỏ nè. Kế bên thì có vườn dừa, dừa bán trái uống nước. Nên thanh long thì lúc này hiện tại giờ thì kho cũng có giá đó, mười mấy ngàn đó, nhưng mà phân theo loại, loại 1, loại 2, loại 3, loại 4, loại 5, loại hàng dạ, rồi loại nước ép nữa. Phân ra nhiều loại lắm. Mỗi loại thì giá cả nó khác nhau. Vậy. Chết đâu và nó có cộng dây chuyền. Vậy nó quá uống bụng no nóc luôn chữ dằn đổi chí thăm. Có anh em nào có thể cổng nổi một trái dừa không? Quá trái dừa có 2 lít nước có miếng à. Uống lại dậu cái chục hơi không hết, cái dừa có miếng à. Rồi mình đang lựa chất vô nè. Quay cái mẹ cổ thụ. Chắc vô thường xé lớp thanh long, lớp báo cho nó không có bị dập, không có bị cấn. Rồi về kho người ta lựa ra phân loại 1, 2, 3, 4, 5 hàng dạ, nước ép tùm lum hết. Rồi xong mới đóng thùng, đóng gói mới xuất khẩu qua mấy nước khác ngoài Trung Quốc, chủ yếu. Làm thêm trái nữa đi, nhiều. Qua trái sẵn quốc hết luôn đi. Dừa nào vậy thôi là non cái gì. Đây đây. Dừa luôn rồi.
Thấy không, nhìn là ta biết rồi. Rồi rồi. Đây là cái đám. Nào dám, cái màu đâu? Đạp mấy em. Ngon không? Vậy. Răng răng chắc. Chắc răng thiệt. Giữa đồng hả? Dao đâu ra, muỗng đâu nào? Dùng răng cạp nguyên thủy luôn. Như như Tôn Ngộ Không. Bây giờ lấy cái đó nào nè. Ừ đó. Như Tôn Ngộ Không. Rồi này có đâu có nhiêu nước đâu. Miếng à. Mấy anh em làm thanh long vui lắm. Đủ bỏ đói. Nằm vui lắm. Đâu nhận cho ý kiến coi. Đủ bỏ đói. Sao sao? Đói quá. À. Vừa ăn làm. Đói, đói. Chết nè anh Bảy, thấy anh Bảy. Ngọt không? No rồi, quá trời bụng ngóc nắp. Ba lại làm trái nên ba lâu lâu có dịp cũng chín phải cho mà. Nè hai trái chung hoài nè, nãy không nhiều hái trái út mà trái cuối mà. À. Cái okay, dâu tầm còn hai trái dâu tầm người hái ăn luôn đi. Chua chua nữa. Đó trái chín đó. Ngon lắm đó. Ông bảo giới thiệu quảng cáo rồi cho ta biết chứ. Ờ lại sẽ cầm ta ăn đâu. Trái dâu tầm nè. Quay lên rồi. Cho anh em bạn người ta thấy ta biết đâu. Nè. Nè trái dâu tầm nè. Chỉ bột mép cái rồi mày dục luôn. Ăn nó chua chua ngọt ngọt. Ăn cho ta thấy luôn. Ừ. Ăn luôn. Mày ăn rồi mày không quay mày ăn nữa. Quá ngon. Ừ nó chua. Quá ngon. Chua quá. Nó quá quá ngon mà chua. Ta ngon mà chua quá sao ta. Nè. Ăn giải cảm anh đùa. Thôi, anh đi cảm, anh không có cảm nào. Nói với thăm. Uống cây bỏ được hết nhá mày. Gì nó chua chua. Đây. Trái dâu. Dâu tầm. Hết táo rồi. Ha. Dọn cái luôn. Trời sẵn trời. Đây lọc lấy không? Rồi, cắt tiếp vô cần xé. Rồi đây chở ra cho xe tải chở về kho. Rồi. Rồi cũng xin chào anh em cô chú anh chị và các bạn. Kết thúc video tại đây rồi, hẹn gặp cô chú anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Chào. À, xin chào và hẹn gặp lại. Ba. Rồi giờ mình cũng đã chở bỏ lên xe tải xong hết rồi. Giờ anh em mình gom đồ về thôi. Rồi.